trong này thì măng cục nãy giờ mình chạy là thấy măng cục là nhiều, sầu riêng thì ít, có bưởi nữa. Đi vòng vòng thấy mỗi một khu vậy đó, trồng một cái loại trái cây, khu sầu riêng, khu chôm chôm, khu măng cục, chứ không có trồng đủ loại hết. Đây là trong mấy cái vườn mé bên mấy cái này nè, không măng cục không, dừa rồi măng cục nè. Còn bon bon thì mua bon bon Thái Lan ăn cho nó lẹ. Đi qua cái cầu hai người qua cái nó vừa khít ngồi rung hết rồi. Cái nhà giờ thấy măng cục ở đây không, cây nào nghe nấy lão làng không, cao cả chục thước à, măng cục đang có trái nè cả nhà đó, thấy không nè. Măng cục đang cho trái rồi nè đó, thấy không. Này là hàng rào bông bụp nha cả nhà. Giờ này mà kiếm hàng rào bông bụp này là cũng khó lắm à. Hồi xưa là nhà hàng rào bông bụp với ba cái xương rồng đó. Giờ làm gì làm cũng phải kiếm vậy, hàng rào dây lưới bung B40. Làm cho nó đẹp đẹp. Còn hồi xưa là cứ hàng rào mình trồng bông bụp lên là xong. Hình như là đi ra đây là hết đường rồi cả nhà. Đi ra đây là coi như là hết đường, đường cùng luôn rồi. Trên Google Maps là giờ là ra đây là không còn đường nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình đi thử coi nó có cái gì ở ngoài đây không. Coi như mình khám phá, chở cho cả nhà đi khám phá hết cung đường ngoài này luôn. Tại vì đây mình chạy đây nhìn thấy trước mặt các bạn là cái bờ sông rồi kìa. Thấy sáng sáng ở ngoài kia là bờ sông rồi đó. Coi như là tới bờ sông rồi. Đêm sáng căng anh đi dọc bờ sông, anh đi dọc bờ sông, sông 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 gì đây, sông này là sông gì, sông này là sông Hàm Luông nha cả nhà. Cái nhà ra tới sông Hàm Luông luôn rồi. Đây ra sông Hàm Luông nha cả nhà. Đó. Đây sông Hàm Luông.
ở dưới sông Hàm luôn có một chiếc tàu đang đậu dưới kìa, đó chở cả nhà đi ghét rồi giờ ra tới ngoài sông Hàm luôn rồi. Ghê thiệt, ngay đây là ngay cái cửa sông luôn đó, ngay cửa sông, không biết sông gì ở mé dưới nè đó, nguyên một chiếc tàu, chiếc ghe chở qua cái gạch hay gì á, gạch ngói gì á. Long Thới, sông ở tên này là sông gì đây? À, cầu Cái Gà. Vậy là con sông này á, là cầu Cái Gà đi ra đây đó. Sông Long Thới. Bên kia Long Thới gì đó, nguyên cái khu Long Thới trong này, nhưng mà con sông này là nó đi vô trong cầu Cái Gà. Rồi tiếp tục lên đường, mình chạy cặp con đê của sông vô Cái Gà, rồi xong hết đường luôn. Hết đường hả anh? Thấy còn cái đường mà tưởng đâu đi được. Dạ dạ, tưởng đâu là có cái đường đê nó chạy dọc theo, chạy theo được, chạy ra được, được hả? À được, vậy đi luôn, chạy vòng vòng, tại tôi thấy nó dẫn lại đây chút xíu nữa có đường ra rồi. À vậy rồi được, đi anh mít tứ quý hả? À có đường đê, đường đê đi được. Mình sẽ cho cả nhà đi vô đường rừng. Bây giờ mình sẽ băng vô trong này nha. Đó, mát không? Quá mát luôn. Đi cặp sông bờ đê nè. Này là mấy cây tầm gì? Mum. Nhà đi khám phá bằng tới luôn. Nó đi vô trong mấy cái cung đường, đường đê này là ven sông. Đó. Trong này măng cục nha cả nhà. À, cả nhà giờ măng cục ở bên đây là nguyên cái vườn măng cục nè, chưa nè, măng cục tốt mịt luôn ha. Đó nguyên cái cánh mé trong nè, nè. Đó, tên này là cái đê ngăn nước, ngăn ngập rồi đó, còn ngoài đó là măng cục. Đó, cây hoàn là tốt khủng khiếp luôn, mấy cây đây thì chưa có bông. Đó, măng cục chưa, cả nhà giờ thấy măng cục chưa, vô đây mà tới mùa có trái nữa thôi mê ly luôn á. Đó, cả nhà dòm nè. Đó, cây măng cục nào măng cục nấy là bự chảng luôn á. Mấy cây đây chưa có bông. Chú già tên đê nó bự. Đó, mít nè, cả nhà giờ thấy cái mít không? Đó. Ôi ôi, trong cái cây nhãn hay cái gì mà quá trời bự luôn kìa. Đó, mít trái đơm từ dưới gốc lên luôn. Theo mình đi khám phá nha. Đó, bên này là
cái cây gì vậy ta? Cây này mình không biết. Trời ơi, hai con nó ra nó chào đón kìa. Hai con ở trong nó chạy song 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 ra nó chào đón. Hết hồn hết trơn. Ở ngoài này dài dài đây có nhà cũng lưa thưa nè. Đó. Giảng. Đây nè, có xe anh ta đi nữa nè. Đó. Đây, lâu lâu cũng gặp được chiếc xe đi qua chứ đâu phải có một mình ta. Ở đây mình chạy cặp cái đê này, chạy riết ra cầu Cái Gà nha cả nhà. Đó, ở dưới này xong nè, dưới đó có mấy ghe du lịch đồ, mấy anh kia bên đây là mấy chiếc ghe người ta chở du lịch hay gì nè, mười công à. Ngay cái thằng du lịch cái mé bên của thằng Cái Gà đi vô, đúng rồi, đây nè, đó mé này nè. Bên đây nó có một cái điểm du lịch mình quên tên này, giờ chạy đây mình mới thấy. Phải đi vô những cái con hẻm hóc về mình mới thấy được, còn đi ở ngoài thì đâu có thấy được. Đó, lại tới đây có đường đạm đây nè. Ồ, mít. Ở đây đổ đạm vô được tới đây. Ồ, làm cái cầu này hay quá à ta. Coi học hỏi mốt về làm với coi. Đi lại coi cái cầu này làm sao mốt vậy, bắt trước mình làm cái. Đây. Cái cầu. À, nó làm ba cái sắt, bốn cái sắt neo lại. Dưới làm cái phi. Tiếp tục lên đường coi cách người ta làm cái cầu về bắt trước, mốt làm cái cầu đi lên đi xuống. Đường ra anh đi được tới đây hết rồi. Đi đường nào ta? Đi đường này hả? Đây là có một bụi te tầm vong. Đó, đây có con đường đan nữa nè. Kéo đường đan này mình đi nha. Đây là sầu riêng với chôm chôm.
hên quá. Vậy là cái đường D có thể nó quẹo ngay chỗ này đó. Đường D đi tới đó hết rồi. Đi cái đường D tới đó là hết đi được rồi. Hên là mình quẹo vô. Đường ở đây bị bể hết trơn rồi. Đó, cả nhà xem đây, nguyên một vườn sầu riêng nha. Đó, đây thì măng cục. Wow. Mình đã ra tới lỗ lớn rồi, mừng quá cả nhà ơi. Wow, mình đã ra được tới lỗ lớn rồi. Đây. Đây là ra ngay chỗ vườn ươm cây giống hành luôn. Đây, ngay giống cầu cái gà luôn nha cả nhà. Đó, đây cho cả nhà xem ngay dốc cầu cái gà luôn, ghe lại. Này là đường cấp C tiến lộ Dàm Cái Gà. Cái này là tiến lộ Dàm Cái Gà. Đó, cho cả nhà xem. Đó, đường đi cái đường đi vô là có nghĩa là từ cái xuống dốc cầu cái gà thì sẽ có cái đường quẹo vô ngay chỗ này luôn. Là đi từ chỗ này đi lên tới ngã tư cây dông đó là nó đi lên đó được hết luôn đó, ai muốn khám phá cung đường thì đi vô đó. Rồi giờ mình lên đường đi về thẳng tiếp.